Vâng, một lần nữa chúng ta dùng một tràng pháo tay thật lớn dành cho nghe siêu dễ ạ. Rất là tuyệt. Chắc chắn là ngay lúc này đây chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi giao lưu cùng với các chị phóng viên báo đài của chúng ta ở số chiếu đầu tiên này. Cho phép Công Huy được mời các chiếc ghế để các anh chị có thể ngồi. Mà đứng luôn hả? Dạ. Dạ, đứng cho mọi người thương ạ. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Ok, bây giờ mình bắt đầu luôn ạ. Cho em được thấy những cánh tay của các anh chị, không biết là các anh chị đang rất quan tâm đến những câu hỏi nào. Dạ, xin mời luôn ạ. Em thấy một bạn giơ tay rồi ạ. Nhanh gọn lẹ. Dạ, có video không ạ? Dạ có ạ, đang chuyển lên. Dạ, đây là những điều quan trọng không ạ? Vâng ạ, bạn ơi, bạn giơ tay lên cho bạn thấy ạ. Dạ có ạ. Em chỉ có một câu hỏi được thôi. Từ đâu mà mọi người có lý tưởng là một bộ phim mà nó sẵn như vậy, nó sẵn lắm luôn. Thế là cảm xúc nãy giờ tụi em lại xem từ đầu tới cuối, em thấy có rất là nhiều tình huống hoàn cảnh làm cho tụi em sẵn. Dạ, em tên là Tiến Luật, xin chào mấy anh chị báo chí. Dạ, xin chào và xin cảm ơn vì đã tới đây xem và ủng hộ cho ekip làm phim Nghề Siêu Dễ. Dạ, nãy thật sự ra lúc mà bước lên đây vui lắm, nhưng mà bước chân vô cái rạp tự nhiên rung. Dạ rung, không biết là mấy anh chị xem xong mấy anh chị cảm xúc làm sao. Nhưng mà lúc mà về cuối nghe có tiếng cười cái cũng vui vui lại, mới tự tin bước vô. Dạ, em cái em xin phép trả lời câu hỏi là cái ý tưởng cái phim này thì thật sự ra là trước đó là có một cái phim ở bên nước ngoài rồi. Thì khi mà tụi em nhận được cái kịch bản thì tụi em quyết định phải sửa lại hết, sửa lại toàn bộ cái kịch bản luôn. Thì sau khi sửa xong thì mới ra cái bản này, và cái người mình sửa là bạn tác giả Trần Khánh Hoàng, là biên kịch lại của cái phim này ạ. Dạ, dạ em xin hết ạ. Khoan cho em hỏi câu nữa, và mọi người xem mọi người thấy vui thiệt không ạ? Dạ, cho em hỏi lại lần nữa, và mọi người xem mọi người thấy vui thiệt không ạ? Dạ, dạ vậy rồi, em mừng quá trời mừng luôn. Em nói thiệt, em sợ nhất là, nói thiệt luôn là sợ nhất là mấy cái buổi mà ra mắt phim này nọ lắm. Mọi người nể mặt nhau rồi phim được đó em, là về ăn hành chắc. Còn ví dụ vui, phim vui, phim được ha. Dạ, sợ nhất mấy câu là phim được đó em, phim được nha rồi này nọ lắm. Cho nên em cứ hỏi là vui thiệt, rồi mọi người la lớn lên vậy em cũng mừng. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Để trả lời câu hỏi này thì thật ra cái câu hỏi cũng là câu trả lời rồi. Nếu như mà bây giờ mình không có sửa lại cái kịch bản là những thành viên ở trong cái quán cơm là những cái nhân vật bất hảo ở trong xóm, mình lấy giữ nguyên là tất cả đều là công an chìm, thì thật sự nó không phù hợp với lại bên Việt Nam mình. Tại vì cái hình tượng người công an mình không có được có những cái lầy lội, ví dụ như những câu bông đùa quá chớm chút xíu, thì cái đó là mình cũng hơi ảnh hưởng tới hình tượng một người công an. Và cái đó cũng một phần là do cái chính vì là không mình thấy là không phù hợp á, cho nên là mình phải sửa lại hết. Và cái phần kiểm duyệt thì đúng như bạn nói, là nếu như mà mình vẫn giữ nguyên cái bản gốc thì rất là khó để mà qua cái vòng kiểm duyệt, tại vì mình cũng biết được cái giới hạn nằm ở đâu. Cho nên chính vì khi Trang nhận kịch bản này thì Trang biết là mình phải làm cái gì tốt nhất cho kịch bản, để mà khi mình ra mình duyệt phim, duyệt được bộ phim để mà ra được cho khán giả xem cái bộ phim của mình, thì đó là cái giới hạn mà Trang biết được. Và Trang đã cố gắng sửa đổi thật nhiều để cho cái bộ phim mình ra được tới khán giả. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mà. Dạ, thật ra thì giống như mọi người, nếu mà đã coi những cái bộ phim mà bên nhà Trang làm á, giống như phim Chị 13 phần 1 phần 2, thì mọi người cũng đã thấy là những cái hành động ở trong Chị 13 chỉ là đánh củi thôi. Giống như là những cái người xã hội, những anh chị xã hội thì cũng không phải là võ công gì ghê gớm, chỉ là cầm cái gì phan cái đó, thì cái đó thì nó sẽ dễ hơn là những cái pha mà võ thuật hồi nãy giờ mọi người coi. Mặc dù là nó không phải cái gì hoành tráng quá đâu, nhưng mà nó có sự đầu tư về cái góc máy quay như thế nào để cho những cái đó nó đẹp nhất, và cái sự tập luyện của tất cả dàn diễn viên. Tại vì mọi người thấy hồi nãy coi là có một cái cú one shot cái nguyên một cái cảnh hành động á,
thì nếu mà một chỉ một người làm sai thì phải quay lại từ đầu. Cho nên là cái đó là tập cực nhất. Và để nói về thời gian cực, phải nói về thời gian cực thì có phải hình như là khoảng 3 tháng. Khoảng 3 tháng là để cho tất cả diễn viên tập luyện chung với nhau về phần võ thuật. Và trong cái phim này phải nói là cái người mà tập nhiều nhất và cực nhất có lẽ là anh Bước Vĩ Văn. Tại vì đây là cái phim đầu tiên anh Văn ảnh tham gia mà vai mà khác với ảnh hoàn toàn và hành động nữa. Cho nhớ là cái cảnh cuối đó quay mà one shot là ảnh là bị trúng vô mũi, là tưởng đâu gãy mũi luôn rồi đó. Là cả đoàn phim là bắt đầu sốt sắng lên, nhưng mà cuối cùng thì anh Văn anh cũng nói là không sao, mũi anh mũi thiệt hơi sưng chút xíu thôi, nhưng mà anh có thể quay tiếp. Thì nhân tiện ở đây thì Trang cũng rất là cảm ơn anh Hứa Vĩ Văn đã rất là nhiệt tình cho bộ phim Ngày Xưa Dễ, cũng như là rất là chịu khó. Nếu mà không nói về phim này remake thì đây là một bộ phim chuyển thể. Mình chuyển thể thôi. Chứ bây giờ đúng là mọi người coi thì thấy là cái nội dung của nó khác rất là nhiều. Tuyến nhân vật cũng khác. Và cái khác nhiều nhất có lẽ là cái nhân vật bé My. Bé My là con của nhân vật chú Thái, thì hoàn toàn nó không có ở trong cái bản gốc của mình. Thì bây giờ mình làm sao để cho nó phù hợp với lại văn hóa của Việt Nam? Thì đóng vai cái ông Thái này thì thực sự là lúc mà quay thì Vĩ Văn bị chấn thương rất nặng. Và khi mà quay chấn thương vậy thì Thu Trang lúc đó đang ở set quay, hầu như mọi người đứng hình hết. Không có ai dám nói câu nào, tại vì không biết là lúc đó là cái mũi mình nó có bị gãy xương chưa, hoặc là nó xúc ra chưa, không biết nữa. Tại vì nó nguyên một cái đập vô mặt luôn. Và cả đoàn phim đều im lặng trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, là không biết sẽ có tiếp tục được quay không nữa. Thực sự là rất khó khăn. Hầu như với những cảnh chấn thương và những cái lúc mà make up bị thương thì những vết thương thật và vết thương giả nó hòa quyện vào nhau. Không gì hơn thì cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây, xin cảm ơn. Trong mà cái những cái pha hành động đó thì mấy anh chị như anh Văn thì cũng có cáp, còn riêng em thì với anh Tướng thì không có cáp đúng không? Mình đánh thật, em cũng bị chấn thương mà. Em nói chung là tập 3 tháng rồi, nhưng mà ra set quay thì có những cái thay đổi thì mình nhớ không kịp nên mình cũng bị ăn đòn rất là nhiều. Dạ anh Trong rồi. Dạ xin lỗi mọi người, giọng tôi Tuấn cũng chậm. Rồi, ngày đầu tiên ra mắt phim, mọi người sáng lên, sáng lên nào. Dạ lời luôn với anh nói anh dắt vậy hả anh Tuấn? Dạ, lời nói đầu tiên xin cho phép Kiều Minh Tuấn kính chào quý vị nhà báo ạ. Trời ơi, ca sĩ. Hành động thì đó mọi người thấy đó. Tại vì tôi cũng chưa có là coi cái bộ dựng bộ phim bản dựng, cũng chưa coi cái bản dựng mới nhất đây, cho nên cũng không biết là có cắt nhiều không, nhưng mà quay thì rất là nhiều, quay từ tối cho đến sáng. Rồi khi mà thì giống như chị Thu Trang đã chia sẻ là cũng đã tập trước đó là 3 tháng, xong rồi khi mà ra set quay phải làm quen với set quay, ví dụ như là buổi tối quay á thì buổi sáng là phải có mặt ở set quay để mà tập luyện rồi làm quen với cái set quay đó, cho nên là mọi người thấy cũng tâm huyết. Thì tôi thì cũng ít bị chấn thương, chỉ có Phương với lại anh Hứa Vĩ Văn. Chị Trang thì chuyên đạp người khác, đá vô người khác thì không nói, không tính tới rồi. Với lại chị cũng là sản xuất cho nên mọi người không có dám nói gì nhiều. Còn anh Luật với lại tí nữa chắc xong phần của Tuấn chắc mà anh Luật chia sẻ cái chuyện mà anh Luật với anh Hứa Vĩ Văn mà đánh nhau ở trên thuyền á, thì là hai anh ói mắc cười lắm. Ói nhiều hơn đánh, người ói dưới ghe, người lên bờ mới ói. Của Tuấn xin hết rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc cho mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Dạ,
Dạ, còn nói về cái phần hành động của Thu ở trong cái nghề siêu dễ thì thật ra khi mà mọi người coi cái cảnh cuối đó, là Thu là vận động viên SEA Games rồi múa rồi, thật ra cảnh đó là Thu bị chấn thương thiệt. Tại vì lúc mà quay tập luyện võ đồ này nọ không bị chấn thương, lúc mà quay ở ngoài on set, ở ngoài phim trường, ở ngoài cảnh cũng không bị chấn thương, đánh cỡ nào cũng không chấn thương mà rất là bảo toàn được cái sức khỏe của mình. Nhưng mà không hiểu tại sao cái lúc đó là ngày cuối cùng luôn, để mà ớt máy luôn, là coi như là xong phim mà quay cái cảnh đó mình thấy là rất là nhẹ nhàng, chỉ là cảnh múa rồi này thôi, chứ không có đánh, không có đụng chạm nha, mà lại là bị chấn thương. Ngay cả bạn Tuấn Anh đó, bạn Minh Cát đó, thì bạn cũng nói là em đã giữ cho tất cả mọi người diễn viên, nhất là chị, là giữ cho hạn chế nhất để mà chị không bị chấn thương. Mà cuối cùng chị vẫn bị chấn thương mà một cái lý do hết sức là vô lý, là chị múa thôi, đứng múa mà bị chọc mà lật cái sơ mi luôn, là phải mấy tháng sau mới làm được cái cổ chân cho em. Thì bây giờ thì tiếp tục là kỷ niệm của anh Luật và anh Văn ở trên thuyền. Ủa đâu có ai hỏi? Đang kể kỷ niệm của từng người. Dạ thì nó là vậy. Em xin sáng rồi, sáng lên chút xíu. Dạ thì đó, mọi người thấy lúc đánh ở trên thuyền thì đánh cái cảnh đó là tụi em đánh 3 ngày 3 đêm đó mọi người, cũng cực lắm. Mà nó thí dụ như mình đánh trên cái thuyền không, nó không có ra biển thì không sao, nhưng mà đạo diễn bắt là phải chạy đi ra ngoài biển, chạy ra giữa biển đó mọi người. Xong rồi đứng đó, cái thuyền nó lắc. Em thì mới đầu đứng khoảng 1-2 tiếng đầu bình thường lắm. Thì không, mình nói gì, ta nói mình yếu. Có nghĩa là đứng 1-2 tiếng đầu bình thường, nhưng mà khi bắt đầu đứng mà còn diễn nữa, còn lắc tới lắc lui, bắt đầu mệt. Mệt mà ráng kềm, tại vì phim này của mình sản xuất, nếu mình ói ngoài đó hay gì đó là nghỉ một ngày là tốn tiền dữ lắm. Cho nên là đâu có dám. Nó ra mấy lần rồi, nhưng mà nói thiệt là nuốt vô lại, để ráng quay, xong rồi mình nhìn mình thấy là trời ơi, sao mọi người ở trên tàu sao ai cũng khỏe hết, không ai ói. Mình nói trời vậy chết, mình càng sĩ diện nữa, tại mình đàn ông mà. Mấy đứa makeup đứa nào cũng con gái không mà, không có đứa nào ói hết, mà đứa nào làm việc cũng năng suất hiệu quả. Xong rồi một hồi nữa mình chịu hết nổi rồi, mình ráng cố gắng, mình lén mình đi ra một cái góc tối, nó không có đèn của đoàn phim, để mình tính coi mình kéo mình ói nhẹ ăn miếng thôi, mình chạy vô mình quay tiếp. Thì vừa mới đi tới là nghe nghe quá trời luôn rồi, trời ơi, một dọc luôn là đoàn phim ai cũng ói hết, nhưng mà kiểu người này cũng sĩ diện, kiểu sĩ diện ói lén không à. Xong rồi ra làm tiếp, mình thấy vậy thôi, mình cố gắng, mình lỡ rồi tới động viên mọi người. Xong tới quay từ 7 giờ tối tới 4 giờ sáng là em chịu hết nổi rồi, em nói thôi bây giờ cho tàu ra chở em vô bờ, chứ bây giờ ở đây nữa là xong luôn á. Thì em vừa mới lên tàu, em chưa tới bờ nữa là em nghe bộ đàm nói: tàu ra liền nha, hứa chỉ Văn ói dữ lắm rồi. Xong cái còn nghe đạo diễn giỡn: trời ơi, ông ói như con sư tử mà ở bên Singapore đó. Nghe tới đó là mình không kềm nữa, mình gớm quá, mình làm luôn. Là 3 ngày trời luôn đó, là cứ ăn chiều tối là lên đó, xong là quay tới sáng hôm sau về đó, ngày nào cũng vậy. Nó cực nhưng mà rất là vui, vui vì là bộ phim ra được mọi người hiệu quả của mọi người ủng hộ rồi này nọ, cũng rất là vui, và hy vọng là mấy anh chị mãi ủng hộ cho nhà em. Và em cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ anh Luật ơi, trong phim này thì chị Thu Trang đóng vai Thu, chị rất là thích anh mèo của Quang Tuấn, và chị lại còn được vai Phú và vai Vinh rất là kiểu fresh nữa. Thì khi mà anh xem cái bộ phim, anh xem lại những cái cảnh mà vợ mình gọi là theo đuổi ha, anh Quang Tuấn như vậy trong phim á, thì cảm xúc của anh như thế nào? Anh không có cảm xúc thì em thấy hôm nay không có Quang Tuấn là em hiểu rồi. Cảm xúc gì nữa em, không cần cảm xúc gì nữa. Em thấy đó, hôm nay không có Quang Tuấn. Quang Tuấn tới rồi đó, nhưng mà không cho Quang Tuấn vô. Tới hết phim luôn em, tới khi nào phim chiếu, phim không còn chiếu nữa thì Quang Tuấn mới xuất hiện trên mạng xã hội nha mọi người. Thôi vậy luôn, giống như trả lời vậy luôn đi, chứ giờ mấy câu này thật sự ra cái việc mà Trang chơi với một nhân vật nào đó trong phim á, là nó là chuyện phim. Cái gì? Giới.
Ủa em nghe sao chơi vậy? Còn em đang làm khó nhà sản xuất đó còn à. Thì đó là một cái nhân vật thôi à, không không có vấn đề. Khi nào mà ở ngoài đời mà không phải phim ảnh gì hết mà thấy Trang ngồi ôm một bạn diễn đâu này nọ rồi kia thì mới là tới công chuyện chứ. Còn trên phim thì sao cũng được à. Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Trưa chiều ngày hôm nay đến đây đồng hành cùng với Nghề Siêu Dễ và hy vọng rằng các anh chị sẽ là những cầu nối rất tuyệt vời để giúp cho tất cả quý vị khán giả ra rạp ủng hộ Nghề Siêu Dễ. Và các anh chị thân mến, như những gì mà anh Hòa cũng như là các anh chị có chia sẻ thì hy vọng sẽ gặp các anh chị vào hai ngày là ngày 23 và ngày 24 tháng 4 và tại Nhà Văn hóa Thanh Niên 23 tháng 4 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên để cùng thưởng thức cái món ăn như mọi người đã được chiêm ngưỡng và được thấy ở trong bộ phim Nghề Siêu Dễ của chúng ta. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.